Xin chào các bác Nay bên cửa hàng nhà em Lên sóng Thông báo Cho các bác một số mặt hàng Một số mẫu mới về các bác nhé Ở đây thì là Em có một số mẫu bát là 20 Bát 25 Bát 30 Hàng mới cập bến Của một hãng mới về Đó là các bác nhìn thấy nhé Hàng em vừa bóc nguyên thùng Nguyên hộp ra các bác nhé cái hàng này là cái hàng của Mary các bác nhé Công ty Mary Audio Đấy, Công ty này là một, cái, là một cái hãng loa rất là nổi tiếng Ở bên Quảng Châu Trung Quốc các bác nhé Đây là logo thương hiệu của công ty này Mary Audio Đấy Bên cửa hàng nhà em mới về được một vài mẫu thì Cái video này Bên cửa hàng nhà em lên sóng luôn Cho nó nóng hổi Để giới thiệu cho các bác Một số mẫu mới về Toàn bộ cái mẫu đây các bác nhé toàn bộ mẫu em chuẩn bị giới thiệu đây là toàn bộ là những mẫu cao cấp hàng chính hãng công ty cam kết cho các bác chất lượng tuyệt đối luôn và bán cho các bác mức giá rất hợp lý các nhá giá rất hợp lý luôn đấy bây giờ em sẽ đi giới thiệu từ những mẫu loa bát nhỏ trước từ nhỏ cho đến lớn các bác nhá đây là toàn bộ mẫu người gọi là hot luôn hot luôn trong cái vụ này các bác nhá để bán cho các bác bây giờ chuẩn bị vào vụ âm thanh rồi Uh, nên là ra một loạt mẫu mới cho các bác đây các bác nhé đây là một mẫu bát 20 đây là một mẫu bát 20 của Mary con bát 20 này có cái mô đen là ma 08 h 31 d các bác nhé đấy đây model đen của nó này 8 môn 200 w đây logo ma của 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 hãng này đấy con bát 20 này thì uh, đây con này từ 140, côn 51 các bác nhá Từ dày và bích dây Cọc chạm đồng. Dây điện bọc từ ngoài vào trong. Bát 20 từ khủng, từ 140, côn 51, nhện màu vàng. Hàng chính hãng của công ty thì có số hiệu sơ ri sơ, sơ, sơ dưới màng các bác nhé. Con này xương của nó xương gan. Và đây là phần mặt trên của nó. Mặt trên của nó là nhìn làm rất tỉ mỉ các bác nhá gân vải tầm dầu hai gân màng đen và nón đen và màng của nó là màng phủ keo bóng chống nước với một đôi bát 20 Mary này em đang bán với giá là 1 triệu không trăm nghìn một đôi à chú ý các bác nhá chú ý cho em này ví dụ em giới thiệu đến mẫu nào thì em đọc mã mẫu đấy luôn ví dụ như bát 20 này là em giới thiệu mã này các bác mua mẫu nào thì các bác chụp ảnh lại màn hình nhá có mã sản phẩm đây này chụp ảnh lại màn hình gửi qua zalo cho em hoặc các bác điện trực tiếp cho em các bác, các bác đọc mã sản phẩm Thì em mới rõ được các bác mua cái mã nào nhé Đấy là mẫu bát 20 Chuyển qua đây Em sẽ giới thiệu cho các bác ba cái mẫu loa bass 25 của cái hãng này Đây là mẫu bát 25 này Bát 25 con này có cái mô đen là MA10H42D các bác nhé 8 môn 350W Đấy Ôi, Các bác nhìn cái khung xương này đây nhá, đây khung xương bên Mary ấy, đây là cái khung xương truyền thống của nó này để nhận diện ra 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 công ty đó là cái khung xương của nó sẽ như thế này nó đánh cái khung xương của nó như thế này các bạn nhá đấy uh, bát 25 bát 30 thì khung xương của nó cũng như nhau hết các bác nhé đây hàng chính hãng rồi số hiệu sơ đi đến màng tất nhá bát 25 này con này là từ 156 các bác nhá côn 65 côn 65 đây rất xịn luôn dây điện cũng bọc từ ngoài vào trong từ dày các bác nhé cọc chạm đầu con này gân vải tầm dầu hai gân màng chống nước với con bát 25 ma 10 h 42 d này mã này thì em đang bán là 1 triệu 1 triệu 250 nghìn một đôi các bác nhé rất rẻ luôn đấy hàng mới về nhưng mà bán cho các bác mức giá hợp lý vừa túi tiền cho các bác không bán đắt bên cửa hàng nhà em này ngon bổ rẻ không bán đắt Hàng có như nào bên cửa hàng nhà em giới thiệu như thế nhé Không tưng bốc sản phẩm Đấy các bác nhìn này toàn bộ hàng nhìn rất là chất luôn Chuyển qua đây là một mẫu bát 25 Đây là một mẫu bát 25 Có cái mô đen là MA 10H43D các bác nhé Con này thì là bát 25 từ 170 con 76 Khung xương của nó cũng như vậy thôi Đây. Con này màng của nó ở dưới là màng hơi sần các bác nhé Đây cọc chạm đồng 8 ohm 350W đây cũng thế nhờ trên là gân vải tầm dầu hai gân màng chống nước con này từ trăm bảy có nhá đây, từ trăm bảy nhưng con này côn 76 và giá cái con này con ma 10 h 43 d này em đang bán là 1 triệu 450 000 một đôi các bác nhé Và chuyển qua đây là em có một mẫu mộ bát 25 Bát 25 lồi đồng cối đá Từ 190 côn 76 Bát 25 Mary Con này từ 19 nhá Có cái mô đen là MA 10H46D 10H46D 8 môn 350W Nhưng con này công suất thực tế nó lên đến 500W các bác nhá Tại vì nó từ 190 cơ Đấy Cũng gân vải tầm dầu và màng chống nước Đấy. Côn 76 Con này từ 190 từ nó dày cục luôn các bác nhá Đây, các bác nhìn viên từ này viên từ của nó này to gần bằng miệng cái, cái cái đường kính loa bát luôn hàng toàn bộ hàng chính hãng ấy, có số sơ đi đến màng xịn sò luôn với một con bát 25 từ 19 Côn 76 này ma 10 h 46 d này em đang bán là 1 triệu 550 nghìn 1 triệu 550 nghìn một đôi các bác nhé và chuyển qua đây là em có hai mẫu loa bát 30 đó là loa hai mẫu loa bát 30 của Mary đây là một mẫu loa bát 30 Mary này Bát 30 Mary Con này cũng thế nhá Cũng gân vải tầm dầu màng chống nước hết này Đây. Con này từ 170 Con 76 Con này có mô đen sản phẩm là MA10H87D các bác nhá, MA10H87D. 500 quát trở kháng 8 ohm. Đấy. Với con bát 30 từ 17 của Mary này, mã 87D này em đang bán là 1 triệu 450 000 một đôi nhé 1 triệu 450 000 một đôi Chuyển sang đây là có một mẫu mộ bát 30 Từ 190 Côn 76 Con này cũng thế luôn các bác nhé Con này từ giày này, bích Cái loại côn 76 này Dây điện bọc từ ngoài vào trong Có số sơ ri màn màng luôn nhé Cái bản 30 từ 19 côn 76 Có mô đen là MA12H 88D các bác nhé Đây 500W 8 mô Mary Audio với cái bản 30 từ 19 này em đang bán với giá là 1 triệu 650.000 một đôi. Đấy các bác nhìn này. Tuyển tuyển tập các mẫu luôn. Bát 20, 25, 30 luôn. Và đây là bên em mới về được mẫu chép 750. Chép 750 của Mary luôn. Có mô đen là MA75-13B ma, -MA -13B nhá. 8 mô. Con chép này con chép lắp nhôm. Từ 170 các bác nhá. Côn 75. Và nhà máy có cho kèm ốc luôn con chép này em đang bán mức giá là à, hàng chính hãng của Mary như thế này thì giá nó 1 triệu 150 nghìn một đôi nhé 1150 một đôi à, video này là video em giới thiệu sản phẩm mới về với um, một số cái mã như thế này à, ở video phần 2 đi em sẽ test các bác nghe chất âm của mẫu này bác nào muốn theo dõi video phần 2 thì có thể ấn đăng ký kênh nhà em để em uh, em test từng mẫu một nhé, em test từng mẫu một em gửi video cho các bác. Và bác nào mua hàng mà muốn muốn kèm video test sản phẩm thì vui lòng kết bạn Zalo nhắn qua Zalo cho em. Ví dụ các bác mua cái mẫu bát 20 chẳng hạn thì các bác kết bạn qua Zalo để em gửi video test của cái mẫu đấy sang cho các bác xem. Quá chất lượng luôn. Cái hàng này em đảm bảo là hot, chuẩn bị là sắp hot rồi ra mắt để chào đón đến các bác nên là các bác ủng hộ em nhá đây mua hàng các bác điện trực tiếp cho em vào số điện thoại năm tám và bảy Nhà hai em có giao hàng toàn quốc nếu mà điện máy bận thì các bác có thể kết bạn nhắn tin qua zalo 100% tin nhắn các bác nhắn qua zalo để em đều trả lời hết các bác nhá ship toàn quốc à, em nói luôn bác thợ nào anh em thợ thuyền nào mà bán bát rời cần linh kiện bát rời như thế này để về lên thùng hoặc bán rời thì anh em thợ liên hệ em nhập số lượng 5 mới đôi em cho giá tốt luôn các bác nhé các bác thợ lấy số lượng thì liên hệ riêng với em nhá điện trực tiếp cho em nhá thôi em xin dừng video hẹn gặp lại các bác ở video thông báo sản phẩm mới lần sau nhá video mà hay các bác nhớ ấn like ấn chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhá cảm ơn các bác rất nhiều đã theo dõi video này Nhớ tặng cho nhà em một lượt đăng ký kênh nhá.